nay tôi tiếp tục sẽ hướng dẫn các em rèn kỹ năng hình chuẩn bị làm đề kiểm tra sắp tới nha các em. Vậy thì các em quan sát vào đề tiếp theo nha. Cho đánh giá ABC vuông này ha. Đường cao AH nha các em. Có AB bằng 9, BH bằng 5,4. Tính BC, AH và AC. Vậy trước tiên các em vẽ hình nó trước nha các em. Rồi, tôi hướng dẫn vẽ hình nè. Đầu tiên, em vẽ ra nhau vuông trước. Vẽ vuông nào mà nha. Không cần vẽ đúng tỷ lệ nha các em nha. ABC. Rồi. Đường cao ha, vẽ đường cao vô. AB bằng 9. BH bằng 5,4. Rồi, người ta yêu cầu tính BC, AH nha. Em nhìn vô là tam giác này. Không có góc gì hết, chắc anh dùng gì? Bộ định lý đâu? Đọc định lý đâu có được không? Bình phương cạnh nó vuông và tích hình hình là BC với hình chiếu của nó. Được. Dùng ngay định lý một hơn cho tôi nha, dùng định lý BC. Đầu tiên lý do áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC. Bình phương cạnh nó vuông là AB bình phương đó, còn tích cạnh hình là bằng BC với hình chiếu tương ứng của nó là BH nha. Hình thế vô chính bình BC nhân cho BH, đang BH là ta cho 5,4 nè. Vậy số hàng BC bằng chính bình là 81 á. Lấy 81 chia 5.4. Các em được đáp số à? 15. Đó. Từ đấy đây 15 này á. Giờ người ta yêu cầu tính AH. Đúng không? AH. Đây là em dùng Pythagore được nè. Mà không thôi em lấy từ đấy này là 15 nè. 15 em trừ đi 5,4 thì là HC. Em dùng định lý 2. Bình phương đường cao bằng gì? Tích 2 hình chiếu. Nha. Thôi dùng Pythagore cho nó khỏe đi. Nha. Rồi, tính AH và AC luôn. Rồi, và rồi dùng định lý Pythagore tìm AH nha. Áp dụng định lý Pythagore. Các em làm cách nào ra đáp số là được. Trong tam giác vuông ABH. Rồi. AH bình phương. Bình phương cạnh nó vuông bằng bình phương cạnh hình là 9 bình. Các em lấy 9 bình. Trừ đi bình phương cạnh nó vuông còn lại là 5,4 bình phương. Đáp số bằng 51,84. Rồi sau đó em bỏ bình phương lên căn lên. Em bỏ bình phương lên, em lấy căn lên. 51,84. Đẹp luôn, ra 7,2. Đó. Giờ tìm AC này. Muốn tìm AC được, nếu dùng Pythagore phải tìm ra HC. Lấy 15 trừ 5,4 mới tìm ra khúc này. Rồi dùng Pythagore được nha. Giờ tôi không làm vậy, tôi dùng hệ thức lượng. Dùng định lý 3. Tích chiều cao với cạnh hình tương ứng nha. Hoặc tích hai cạnh vuông nha. Tôi dùng hệ thức lượng luôn. AH nhân BC bằng AB nhân AC. Hoặc dùng định lý 4 được nha các em nha. Rồi. AH là 7,2. BC là bằng 15. AB bằng 9. AC với là để xuống hàng AC bằng. Em lấy 7,2 nhân 15 chia 9. 7,2 nhân 15 nhân 9 chuyển qua là chia 9. Đáp số bằng 12 cm nha các em. Rồi các em chuyển bài vào. Rồi, các em quan sát này. Câu 2, người ta cho sin alpha bằng 1/2. Người ta nói không được tìm góc alpha. Có nghĩa là không được dùng máy tính. Thứ nhất là không được dùng máy tính. Và thứ hai cũng không được dùng cái bảng lượng ghép á. Có nhiều em học bảng lượng ghép sin alpha bằng 1/2, sin alpha bằng 30 độ. Bảng alpha bằng 30 độ, thế vô cốt alpha 30 độ, cốt alpha 30 độ thì bằng nhiêu tính ra. Đó, dùng bảng lượng ghép. Nhưng mà người ta nói là không được tìm góc alpha. Có nghĩa là không được tìm độ. À, không được dùng máy tính luôn. Đó. Giờ yêu cầu tính các lượng giác còn lại là cos alpha, tan alpha và cos alpha. Vậy thì muốn làm nó thì em nhớ này, nhật ký cho rồi. Vậy hai nha. Tôi sẽ vận dụng cái này tôi tìm cos alpha nha. Em học rồi. Có một số công thức lượng giác cần làm là gì?
sin bình alpha cộng cos bình alpha bằng 1. Tan alpha bằng sin alpha trên cos alpha nha. Rồi cotan alpha bằng cos alpha trên sin alpha. Và cuối cùng là tan nhân cotan bằng 1. Đó, có bốn công thức các em cần phải nhớ. Rồi tôi vận dụng cái này, tôi tìm cos alpha nè. Sin bình alpha cộng cos bình alpha bằng 1. Tôi đây vô nè. Sin alpha bằng 1/2. 1/2 bình lên. Tôi ghi luôn. Bình lên luôn, 1/4 cộng cos bình alpha bằng 1. Vậy cos bình alpha bằng bao nhiêu? Lấy 1 trừ đi 1/4. Đó, quy đồng lên. Bằng 3/4. Được chưa? Vậy cos bỏ bình phương đi, lấy căn lên, căn 3/4. Được không? Mang ra ngoài bằng căn 3/4. Căn 4 mang ngoài bằng 2. Vậy cos alpha bằng căn 3/2. Rồi có cos alpha rồi. Rồi giờ tìm tan này. Em làm rồi. Tan alpha thì bằng sin alpha chia cho cos alpha. Sin alpha để cho 1/2 chia căn 3/2. Tiền đạo lên xa tử gần mẫu nào. Có nghĩa là 2 chia cho 2 căn 3. Xẹt xẹt mất. Còn 1/3 trục lên luôn bằng căn 3/3. Ngược lại cotan alpha thì bằng cos alpha chia cho sin alpha. Đấy vô cos alpha mới tính là căn 3/2 sin alpha bằng 1/2 xa tử gần mẫu. Đó, vậy là 2 căn 3 chia 2 đơn giản rút gọn căn 3. Có nhiều em không biết làm cách này cũng được hả? Cotan alpha nhân cho tan alpha bằng 1. Vậy suy ra cotan alpha bằng 1 chia cho tan alpha. Mà tan alpha tính ở trên đâu? Đấy nè, căn 3. Căn 3 phần gì? Nè, căn 3/3. Dịch đạo lên là 3 chia căn 3. 3 chia căn 3 thì bằng căn 3. Tại vì 3 là căn 9 này. Em là căn 3 như căn 3, đơn giản đi con căn 3. Tùy các em. Em chọn tùy cái đẳng tùy em nha. Các em quan sát này. Bài tiếp theo nha các em. Cho tam giác ABC có góc nhọn nha. Cho tam giác ABC nhọn mà có góc C bằng 60 và AC bằng 8 cm. Giờ trước tiên nè. Tam giác này nhọn nha các em, cẩn thận nha, con đừng vẽ hình sai nha. Vậy đầu tiên nó vẽ một đoạn thẳng ra. Đoạn thẳng đây là BC đi. Rồi tôi đo góc này bằng 60 độ nè. Đó, nha. Góc này 60 độ nè. Đặt ra. Và nhớ vẽ tam giác này đừng có vẽ tam giác vuông nha. Nha. Đừng có vẽ ra chân luôn nha các em nha. Rồi. Vẽ 60 độ đi. Rồi vẽ không cần đúng tỉ lệ đâu. Đó, vẽ vậy nè. Đừng có ra vuông nha, khúc nó vô. Đây này A đây. Đây 60 độ nè. Đó. Rồi tiếp theo các em nha. À, và người ta cho nè AC bằng 8. Đây. Rồi tiếp theo các em. Kẻ đường cao AH đúng không? Kẻ đường cao AH. Rồi giờ câu A người ta nói vấn đề gì đây? Yêu cầu giải tam giác AHC. Giải tam giác AC là tìm tam giác vuông nha. Mà khi lý thuyết mình học rồi, giải tam giác vuông là tìm tất cả các cạnh và các góc trừ biết. Có nghĩa là câu A yêu cầu tính cái gì biết không? Tính AH, tính AC, tính HC và tính góc HAC đó các em. Đúng không? Đó. AH chưa có. HC chưa có. AC có chưa? Có rồi, không cần phải tính cái này nha. Tính HC và tính góc HAC. HAC tính dễ dàng, lấy 90 trừ 60 nói ra đây, đúng không? Đó. Rồi, dùng muốn tính AH này thì xin lấy đối chia liền. Tìm ra AH. Cốt bằng kề chia liền tìm ra HC hoặc tan bằng đối chia kề tìm ra HC cũng được nha. Ok, em trình bày vào. Rồi vậy thì tôi sẽ sửa cho các em nha. Đầu tiên tôi tính góc HAC là chưa nha.
HAC đấy 90 độ trừ đi góc C, vậy đó bằng 30 độ đúng không? Đây có 30 độ để chơi cho tôi. Rồi giờ tính AH, giờ tôi sẽ tìm AH nha. Tôi sẽ áp dụng hệ thức lượng cho các em trong tam giác vuông AHC. Rồi em nào muốn làm nhanh cũng được, muốn tìm ra cái vô mặt tích hình xin góc đối cũng được nha. Còn em nào chưa quen cứ học bình thường chẳng có sao hết. Xin 60 bằng đối AH chia huyền là 8, vậy suy ra AH bằng lấy 8 nhân cho xin 60. Em bấm mới đứng rồi nha. Em lấy 8 chia nhân cho xin 28, không thôi em để 4 tấn đạt được. Rồi đơn vị là sang đây mấy có AH rồi là tìm HC nha. HC rồi sẽ dùng gì em? Dùng cốt rồi. Cốt 60 cốt bằng kề chia huyền bằng HC chia cho AC, AC bằng 8, vậy suy ra HC bằng nha các em. Nhanh lên lấy 8 nhân cho cốt 60 em tính ra được bằng 4 cm. Có HC đó đầy đủ đúng không? Giờ đến ý câu B nè. Chia phân giác của góc ACB. ACB ACB nè. Đó. Chia phân giác của góc ACB nè, cái góc 60 nè. Phải chia đôi nè, phân giác của nó là 30 nha. Em chính xác em đo đến lúc đo rồi nha. Phân giác này hiệu do hai góc này bằng nhau nè. Vậy phân giác thì có khả năng rớt vô tính chất phân giác này các em. Đó, cẩn thận cho điều này nha. Tia phân giác của góc ACB cách AH là Y. Đây, Y đây. Rồi, người ta yêu cầu nào? Tính diện tích tam giác AIC. Wow, AIC đâu? Đây, tam giác này nè. Tính diện tam giác này. Đây xíu nè. Rồi, đây rồi. Sao tính được? Em quan sát. Cái này không tính trực tiếp được các anh chị em. Nha. À, có một công thức cấp 10 nhìn vô làm nhanh lắm nhưng mà ở đây cũng không được được cả, không được vận dụng. Rồi em nghe này, em muốn tính được diện tích tam giác AIC là tam giác này nè, tôi để trắng luôn nha. Đây nè, đây nè, em muốn tính được diện tích tam giác AIC, tam giác này là tam giác tù. Nếu mà em làm em phải vẽ thêm đường cao nha, vẽ đường cao mà vẽ đường cao bài này làm cũng được nhưng mà nó cực lắm. Tôi sẽ chỉ có cách khác này. Tính gián tiếp trong chương trình lớp 8 mình học rồi. Tôi lấy diện tích tam giác lớn là AHC. Có nghĩa là tôi viết ở đây là câu B. Muốn tính được diện tích tam giác AIC, tôi lấy diện tích của tam giác AHC, tam giác lớn á, trừ đi diện tích của tam giác vuông. Vuông gì biết đâu? HIC. Tôi trừ đi cái này. Có phải đâu? Diện tích tam giác AHC tính được không? Dễ không? 1/2 tích hạch cạnh tam vuông AH có chưa? Đúng. HC có chưa? Đúng. Đấy, ở bên này đi. Đó. Nha. Đấy, AHC trừ đi diện tích tam giác HIC nha. Đó. Vậy thì giờ là xử lý nè. Nhưng ở đây khúc mắc là chỗ nào? Khúc mắc là chỗ đó. Rồi giờ tôi sẽ đáp này nè. AH cũng lấy người ta cho mới đây cho như đây. AH người ta mình tính được như đây 4/3. Để đây đi ha. Rồi HC tính bằng mấy? 4. Giờ làm sao tính được HI với tính được diện tích chứ? Làm sao dùng HI được? Dùng tính chất phân giác. Tính chất phân giác của nó chia cạnh đối diện là hai đoạn mặt còn này trên đoạn này thì lệ với hai cạnh kề nó là đoạn này trên đoạn này. Chương trình này riêng lớp 8 tôi dạy rất là nhiều nha. Rồi vậy thì cho mình giúp làm các em thử cái nha. Giờ muốn tính được diện tích tam giác AHC quá dễ rồi. Giờ diện tích AHIC nào phải tìm được HI. Mà muốn tìm HI được phải dùng tính chất phân giác nha. Vậy thì coi tôi trình bày nè. Áp dụng tính chất phân giác của góc gì em? Của góc C nha. Ta có
trên bán giác của góc chia cả đối diện thành hai đoạn thẳng này, HI trên IA thì lại H cận kề với nó là bằng HC trên AC. Mình thấy vào 4 chia 8 bằng 1 phần 2. Rồi mình dùng tính chất cái tỉ số bằng nhau các em. Kéo này lên, lôi này xuống, nhớ không? Đó. HI chia cho 1 này bằng IA chia cho 2. Rồi tôi dùng tính chất cái tỉ số bằng nhau, HI cộng IA chia cho 1 cộng 2. HI đâu? HI đúng không? HI cộng IA này, HI cộng IA thì ra AH bằng AH 4 căn 3. Này cộng này bằng 3. Đúng chưa? Đề bài luôn 4 căn 3 phần 3. Và từ đây suy ra HI bằng mấy em? Nè. HI trên 1 á. 1 thì ghi làm gì? Đúng không? HI trên 1 bằng 4 căn 3 phần 3. Xong. Giờ đây tôi có HI rồi, giờ tính diện tích thoải mái. Xuống hàng tôi sẽ diện tích, tôi tính diện tích tam giác đầu tiên là A. Nhìn em, tôi đang gộp luôn các em nhé, đang gộp ra đáp số luôn. Kết luận vậy, diện tích tam giác AIC bằng diện tích tam giác AHC trừ đi diện tích của tam giác HIC. Rồi tôi thay vào nè các em, coi cho thay này. Nhìn nha, bằng 1 phần 2 diện tích tam giác AHC là tam giác vuông thì bằng 1 phần 2 AH nhân cho HC cộng 1 2 tích 2 cạnh vuông nè, trừ đi tam giác vuông nhỏ kia bằng 1 phần 2 nhưng mà nó là HI nhân cho HC. Đấy là HC đó. Đó. Rồi vậy tôi thay số rồi nha. 1 phần 2 AH 4 căn 3 nhân HC bằng 4. Các em rút máy tính nè. 1 phần 2 nhân cho HI mới tính nè, 4 căn 3 phần 3 nhân cho HC là 4 nè em. Bằng 16 căn 3 phần 3 sang đi mấy vuông. Ok em. Các em quan sát nè. À, tính một quyển bài thức này, cos bình 75 cộng sin bình 37 cộng cos bình 15 cộng sin bình 53 trừ đi 2. Tính và không được dùng máy tính. Nha, nhớ cái này không được dùng máy tính. Bấm máy tính nhập vô là xong rồi, đúng không? Nhưng mà không dùng máy tính. Vậy thì không dùng máy tính thì em nhớ nè. Những lượng giác em cần phải nhớ nè. Những công thức lượng giác em cần phải nhớ. Có 4 công thức lượng giác. Nha. Đó, về lượng giác này em học nè. Sin cos tan của tan đừng nói cái đó nha. Đó, nhớ nè. Em học là gì? Sin bình cộng sin bình alpha cộng cos bình alpha bằng 1, đúng không? Tan nhân cos tan alpha bằng 1. Tan bằng sin trên cos, cos tan bằng cos gì? Trên sin. Và nhớ nè. Tự nhiên cái đề em quan sát nè, tôi phân tích nha. Nguyên cái lượng giác này em thấy có bình không à? Đúng không? Có bình thì phải nhớ cái công thức nè. Công thức gì? Quan sát nè, để ý cho các em. Rồi, có bình bình thì các em phải nhớ đến công thức này nè. Chắc ăn nó sẽ đưa về công thức sin bình alpha cộng cos bình alpha. Em học bằng mấy? Bằng 1. Đúng chưa? Đó. Nhưng với điều kiện là cùng về alpha. Vậy tôi sẽ biến đổi nè em. Giờ tôi sẽ đổi cos nè về sin nha các em. Em học rồi. Sin này thì bằng cos kia, cos này thì bằng sin kia. Rồi, cos 75 tôi đổi về sin nè. Đúng không? Bình thì tôi biết này bình thôi. Tôi lấy 90 trừ 75 ra 15. Nha, xin bình 15. Em thấy không? Liên quan đến cốt, tôi gom luôn vô cốt bình 15 viết thẳng. Nha, rồi tiếp tục. Xin bình 37 nha, đột nha, tôi sẽ đổi về nè. Cốt, đây 90 trừ 37 thì bằng 53. Đột, đây bình phương này. Rồi tôi gom với xin bình nè. 53 độ trừ như 2. Mà em học rồi, sin bình alpha cộng cos bình alpha bằng 1. Hai này cộng lại sin bình alpha này cộng cos bình alpha bằng 1 trừ đi 2, quá trời đẹp luôn. Zero. Tiếp tục em quan sát đến câu cuối cùng nha. Yêu cầu tính.
tính tan 25 độ nhân tan 85 độ nhân cho tan 65 độ nhân cho tan 5 độ mà không được dùng máy tính nha. Vậy thì các em nhớ này. Khi không dùng máy tính thì các em nhớ là có hai ý để em xử lý bài tập nha. Thứ nhất, những cái công thức lượng giá các em cần phải nhớ. Nhớ nè, sin bình cộng cos bình bằng 1. Một ý, tan sin bình alpha cộng cos bình alpha bằng 1. Tan alpha bằng sin alpha chia cos alpha, cotan alpha bằng cos alpha chia sin alpha. Còn một ý nữa, tan alpha nhân cotan alpha bằng 1. Đó là nhấn mạnh nha, lý thuyết bốn công thức lượng giá các em cần phải nhớ. Thứ hai, em phải nhớ hai góc phân nhau. Sin này thì bằng cos kia, cos này thì bằng gì? Sin kia. Tan này thì bằng cos tan kia. Em nhìn cái bài này, toàn là tan 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 đúng không? Vậy chắc anh liên quan đến tan alpha nhân cotan alpha bằng 1. Vậy thì con nhìn bài nha, ta có bài số 6. Phân tích cho tan 25 độ nhân cho tan 85 độ nhân cho tan 65 độ nhân cho tan 5 độ. Tôi biến đổi nè. Em tan 25 độ chính là cotan bao nhiêu biết không? Học chưa? Đổi đi. Nhân 90 trừ 25 có phải bằng 65 độ. Cotan 65 nhân cho tan 65 bằng mấy? Mình học rồi. Lý thuyết mình học tan alpha nhân cotan alpha bằng mấy? 1. Đổi lượng giác này luôn em. Đổi lượng giác này ra đây. Tan 85 chính là cotan bao nhiêu đấy? 90 trừ 85 bằng 5 độ. Nhân cho tan 5 độ. Thấy chưa? Cần bấm máy tính không? Hai này nhân này bằng mấy? 1. Hai này nhân này bằng mấy? 1. Vậy đáp số chúng ta bằng 1 nha các em.